Hello, Hello, xin chào cả nhà. Bữa chào đón gia nay đình. ông xã mình về rồi Về tới nhà rồi cả nhà ơi. đây. Mình đi đoạn đường hết vòng vòng cũng khoảng là 20 tiếng đồng hồ đó các cả nhà. Mệt đuối ra luôn, mệt vã người ra luôn. Nhưng mà về tới đây rồi các bạn biết đó, cũng cực nhất là những người mà Việt kiều á thì thường thường có những cái tâm trạng này. Mình về tới Việt Nam đó các bạn, một tuần lễ đầu tiên đó thì giấc ngủ nó bị trái cái múi giờ đi, ngủ không được em, Đúng rồi. trằn trọc cả đêm ngủ không được, thức khuya rồi làm khổ mẹ, mẹ cũng thức khuya với anh rồi ngồi mẹ con tâm sự cả một tuần lễ vậy đó cả nhà. Rồi khi mà đã đến hợp được cái khí hậu rồi đó, là hợp được cái giấc ngủ rồi đó thì bắt đầu là chuẩn bị trở về Mỹ. Mà trở về Mỹ là một cái khổ Là một cái khổ nữa. Rồi những ngày gần đi ngủ không được trằn trọc, rồi mình ngồi đó cũng làm khổ tiếp cho mẹ. Cứ 2-3 giờ sáng ngủ không được thì mẹ cũng lủi thủi đó, con ngủ không được hả, rồi cũng ra ngồi kế bên hai mẹ con tâm sự cứ vậy đó cả nhà. Thì mình thường lộ bình an về gặp bà xã được. Mừng quá cả nhà ơi. Về gặp bà xã là mừng rồi. Hôm nay thì mình ăn cái món ăn đơn giản thôi cả nhà. Ăn này là cơm hến không mà chả. Cơm hến, cơm niêu gì của người Hàn Quốc á. Rồi mình thấy vậy thôi, mình mua cho ông xã mình ăn. Mua ăn chưa, đây chưa nấu cả Chưa nhà. nấu. Tôi mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà. Rồi, thấy em ngon em quá. ở nhà sau mấy tuần này sao? Thì cũng vậy đó, vô ra tiệm rồi take care vậy thôi. Cũng không có anh thì dĩ nhiên phải cực rồi. Tại có anh thì anh ở nhà anh làm hết rồi, ở Cảm ngoài ơn tiệm em. á. Rồi không có thì em phải thế anh chứ sao. Nhưng mà phải đi thôi cả nhà, mình thấy ảnh về mà với mẹ đồ á thì thật sự ra là mình mừng hơn là ảnh ở đây. Tại vì mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Thì mình tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ lúc đó. Nhớ cả nhà mình nhớ là hồi đó mình nói nhường qua nhường lại cho ông xã mình, nay ông xã mình về rồi đó, lẹ ghê không? Mình cũng không quên cảm ơn các em cháu ở trong kênh. Nhớ thím quá, nhớ cô quá. Nhớ 3 tuần rồi không có mặt trên xuất hiện trên video em á. đúng rồi. Nhớ cô quá, nhớ thím quá. Mình cũng rất là cảm ơn nhiều. Mình có đọc comment, mình cũng có theo dõi hết á. Nhưng mà có một mình á, thì cũng hơi khó nói chuyện cả nhà. Nên mình cũng phải chờ ông xã mình về cái mình xuất hiện. Với lại cả nhà biết không, không biết quay video, không biết làm video, rồi khổ nữa, cho nên một mình gánh làm trách nhiệm hết, cho Nhà nên mình làm được nhưng mà mình quay qua quay lại hồi mình delete hết trơn. Bữa mình livestream chút đó xong xuôi cái tự nhiên mình delete hết trơn luôn. Rồi làm ngồi đó cái ông xã kêu về nó, ủa em nói em quay sao không thấy, nói em làm rồi nhưng mà giờ em delete hết rồi, mình giỏi quá. vì ngay cái dịp này rất là bận rộn các bạn. Bây giờ là mình ăn sơ xong một miếng cho nó xong xuôi rồi bắt đầu là đằng sau lưng mình đó cả nhà thấy là em xu em là nằm đó, nhưng mà nguyên một đống đồ đằng sau kìa, chuẩn bị là hai vợ chồng tiếp tục là mình hết bà xã để mình gói quà. Mình đang nói ông xã là giúp mình để gói quà. Một năm rồi thì mình phải có quà cáp cho Cho nhân mấy viên các bạn. nhân viên của mình, cho mấy mấy cô mấy chị cho vui, chứ cũng không phải gọi là lớn lao gì, nhưng mà ai cũng có thể mua được, nhưng mà nếu có người quan tâm thì người ta vẫn vui hơn. Đúng rồi. Thường thường trong một năm vậy đó cả nhà, hầu như là những công ty nào hay những cái hãng xưởng nào bên Mỹ này cũng vậy. Đến khi mà Noel về thì quà cáp rồi tổ chức tiệc tùng với nhau. Có tiệc nữa, nhưng mà năm nay á, thì mình lại ông xã mình mới về nên mình không có tổ chức tiệc trong nhà, nhưng mà mình cũng sẽ có gì chút đỉnh ở ngoài tiệm. Anh em kia ăn uống rồi phát quà ngoài tiệm, rồi chia sẻ với anh chúc mừng với nhau những cái sinh nhật ở ngoài tiệm. Ngoài tiệm Nhưng chứ. mà mình sẽ làm cúng video ở đó, bởi vì cái sinh hoạt, cái kênh chia sẻ của gia đình Bình Huỳnh đó thì vợ chồng mình làm đến đâu hay làm cái gì mình cũng chia sẻ Mình cho chia mọi sẻ người cho vui em. cho vui. Chứ cần nếu nói khoe cũng chẳng có gì khoe. Mình thấy ai cũng
Tết tới rồi ai cũng có sữa sạn hết trơn anh hả? Đúng Ai rồi. cũng có sữa sạn cho, nhất là những người mà sống bên này nè, là những ngày này á, là người ta nôn nao lắm, đi sắm đồ cho con, giống như mình có mấy người bạn đó, đi sắm đồ cho con rồi đi mua cái này cái kia về gói đồ cho con, thấy cũng vui lắm. Thì mình cũng có phải hai hai con Cũng gơ cũng có quà cho hai của girl luôn. mình đó. Mình cũng có luôn, cũng vui. Cơm này ngon quá Ngon anh em. hả? Em thấy ngon, em thấy Ngon. ngon. Nhưng mà hơi cay. Đúng rồi, nhưng mà người ta nói ăn cay á, nó cay của ớt á là nó tốt hơn là cay của tiêu, mà mình không biết là người Hàn ta nói với mình như vậy, nhưng mà em không biết là nếu mà trong đông y thì sao em không biết, nhưng mà ta nói cay ớt, ta nói ăn kim chi nhiều rất là tốt cho cái đường ruột, nên mình quất một bịch kim chi. Về Việt Nam mình bị viêm họng luôn cả nhà ơi, nhưng mà cố gắng uống thuốc liên tục nhưng mà vẫn sinh hoạt với gia đình, vẫn review, vẫn làm video. Cho nên chuyến vừa rồi về Việt Nam mình anh làm cũng rất nhiều video, nhưng mà cũng có dư một số video để đem qua bên bên Mỹ đó cả nhà. Chắc có lẽ là dành để dần đó, rồi lâu lâu mình buồn nhớ Việt Nam. Nhưng mà chuyến vừa rồi về làm những cuốn video mình rất là giá trị. Mình có làm hai cuốn video tâm sự với mẹ, rồi hai cuốn video đó hầu như là đối với anh đó, gọi là bủ bối đó, Đúng bất rồi. hủ cả nhà. Không ngờ là cái chuyến này mình về đó, từ xưa đến giờ chưa bao giờ mẹ kể là cái mối tình của mẹ và cha, hai người mới gặp nhau, rồi hai người mới gặp nhau là bắt đầu thương nhau liền, rồi chấp nhận lấy nhau làm vợ chồng. Không ngờ mình hên mình được mẹ kể là cái mối tình của mẹ và cha, cho nên mình thấy hứng thú quá, Cũng hay. lấy cái mấy cái camera ra liền, mình review lại tại chỗ liền. Vậy hả? Cho nên mẹ nhiều lúc cũng không có để ý camera, rồi mẹ rất là em hiểu nói không, rất là tự nhiên, Đúng rất rồi. là không có nghĩ là mẹ đang kể trên một cái video vậy đó, cho nên rất là hay. Nhưng mà mình để dành hai cái cuốn phim đó các bạn, Lâu lâu rồi mới có. rồi mình sẽ hứa với cả nhà một ngày gần đây mình sẽ post hai cái video đó lên, rồi cũng vài cái video nữa, ví dụ cái video là anh ăn cơm với chú Mười nè, ăn cơm bình dân, hai anh em ngồi ăn cơm trong gia đình như là đời thường vậy thôi, rồi tâm sự nè, rồi mình có review một cái căn nhà của người cháu, nhà của Quốc á, nhưng mà mình không có cơ hội để post lên. Nhưng mà về Mỹ rồi có thời gian đó mình sẽ post những cái video đó lên để đại gia đình của mình xem chơi nha cả nhà. Mình xem từ từ chứ không phải là bỏ lộn Đúng rồi. xộn. Nhưng mà trước khi mình post thì mình cũng nói cho gia đình thông cảm là ủa tại sao chú qua Mỹ rồi mà chú lại bỏ ngược lại video Việt Nam. Đúng Vậy đó rồi. các bạn. Mình cũng sẽ có một ngày gần nhất mình cũng sẽ về, nhưng mà lúc mình về mình cũng chắc mình làm video ít hơn ông xã, tại vì những gì ông xã làm ông xã view hết rồi, Có đâu sao đâu. đúng không? Rồi Anh sinh hoạt với mẹ là khác, còn em sinh hoạt với mẹ là khác, thấy chưa? thì đúng rồi, em thì em làm với mẹ. Mình nói thiệt, mình rất tiếc khi mà trước đây á, nếu mà mình làm được cái channel này á, thì phải trước kia mà mình đâu có bao giờ mình biết được cái chữ ngờ thì sẽ có cha mình ha, là cái này là kỷ niệm hoài hoài luôn á. Rất là cho nên mình thường hay nói đó cả nhà, rất là cảm ơn YouTube. YouTube sẽ để lại cho gia đình một cái kỷ niệm này không bao giờ quên được. Những cái chuyện sinh hoạt cũng như hai vợ chồng ngồi đây tâm sự với đại gia đình mình ngồi đây, cái này mình phải ghi lại những hình ảnh này đó để cho các cháu mình cũng như là anh em mình hay là người thân của mình, cái này là lưu tồn đến từ đời này tới đời sau luôn. Vậy đó cả nhà. YouTube thì y nguyên để người Rồi ta sẵn dịp ngồi video này cho chú gửi lời thăm tới Quốc nha, người cháu đích tôn, hai vợ chồng Quốc rất là tuyệt vời. Quốc với Mai, Tiếp đãi chú thím cảm ơn cháu Mai với cháu Quốc. Quốc đã dắt ông xã thì Đi thím mọi chỗ mọi nơi. dắt chú đi mọi chỗ mọi nơi. Rồi cảm ơn bé Thảo nè, con chị Hai nè, cảm ơn chị Hai. Cảm ơn, em cảm Cảm ơn ơn hết nữa. tất cả mọi người. Rồi cảm ơn vợ chồng chú Út, cảm ơn vợ chồng chú Chín, vợ chồng anh Ba, vợ chồng chú Tám. Cảm ơn hết. Cảm ơn hết tất cả các cháu của chú nữa, rồi cậu kêu bằng cậu rồi nữa, mình cảm ơn hết đã về tới nơi an toàn.
mình thường lộ bình an, về gia đình rất là vui vẻ. Yeah. Thím thì về sức khỏe rất là tốt, tươi tắn. Tươi tắn mà mình có quà nữa nè, cái nhà đó quà. Thôi cái đó quà đó nói sau đi. Hả? Bây giờ đang nói chuyện rồi đi, quà đây cũng video sau đi. Vậy nha. Hả? Okay. Quà cũng video sau. Rồi vậy thì cả nhà bây giờ mình ăn uống nè, rồi phụ bà xã mình bắt tay vào việc liền. Bởi vì cần kề rồi cả nhà. Cần kề là ngày mai là bắt đầu đến Noel rồi. Đúng. Vậy đó cả nhà. Rồi mình sẽ ngày mai mình sẽ làm cái cuốn video nữa để review về nhân viên của mình gặp gỡ như thế nào, rồi trao đổi quà như thế nào tại tiệm. Rồi Noel như thế nào. Nhưng mà cả nhà cũng thông cảm biết là thường thường ở Mỹ này đó là Noel đó, ít bao giờ mà bạn bè là tụ hợp lại ăn uống với nhau đâu. Cái đó là dành riêng cho gia đình. Gia đình. New Year cũng vậy các bạn. Cho nên New Year hay là Noel này chỉ có vợ chồng thôi. Vợ chồng. Rồi mình sẽ đi xuống mẹ. Rồi, cái đó mình sẽ tiếp tục. Nếu mà đi tới đâu thì mình làm video tới đó cho nhà xem. Mình sẽ đi về gia đình bên ngoại. Đi thăm ngoại nữa các nhà. Thì ông xã mình về bên nội rồi, thì giờ sẽ về bên ngoại. Rồi mình sẽ tiếp tục làm cho cả nhà mình ha. Em thấy anh ăn ngon quá vậy. Ngon em. Ngon. Với lại anh về Việt Nam ăn đồ Việt Nam nguyên 3 tuần nay đó. Cho nên em thấy ăn ngon không? Cái quen rất là ngon nhưng mà không biết làm sao. Không phải ngon mà kế em anh khen. Chứ còn khẩu vị ăn thì cũng ngon chứ không phải là anh chê dở. Nhưng mà hầu như là em nấu mấy chục năm là ăn rồi đó. Quen. Quen khẩu vị. Anh biết sao em đọc comment á, có nhiều em cháu vô nói kìa. Chú ăn đồ ăn ngon không mà không có nghe chú khen. Tại vì khen thì cái đó cũng là của nhà hàng. Còn vợ nấu thì khen là để vợ nấu tiếp. Bây giờ anh phụ em ha. Anh ăn xong rồi phụ em gói quà ha. Bây giờ chuyện Việt Nam á, anh muốn kể cho em nghe thì xin gác lại đi. Bởi vì nó còn rất nhiều thời gian. Nhiều lắm, dạ. Bây giờ trước hết á, là hai vợ chồng mình lại đó đi. Lo phụ ráp đồ cho nó xong rồi. Ráp đồ, dạ. Tại vì sát bên, sát rồi. Sát rồi cả nhà. Giống như mình là... Rồi, mình lại gói đồ rồi cả nhà. Cùng đi gói đồ với vợ chồng cho vui. Mình đi gói quà, gói quà. Mình giới thiệu sơ sơ ít quà. Nhưng mà bà xã được nhất là cái là ở nhà mà cũng... lên được cây thông như thế này đây các bạn nè. Nhìn rất là ấm cúng. Thường thường hàng năm đó là vợ chồng làm như thế nào, bận rộn như thế nào cũng phải có một cây thông ở trong nhà để cho nó thể hiện cái mùa Giáng sinh rồi đó các bạn. Rồi bên cạnh đó bà xã cũng có treo những cái dây Giáng sinh, rồi có những cái hình ảnh nhìn rất là ấm cúng cả nha. Yeah, mà em chưa có đốt lò lên. Rồi tới ngay cái ngày Giáng sinh thì mình đốt cái lò lửa sưởi này lên cho nó ấm. Đốt lò sưởi lên là thấy sáng lên, thấy đẹp rồi đó. Ấm cúng nữa. Đây là mình mua quà, gói quà. Mỗi người có một phần quà như vậy đây. Đây, mỗi em nhân viên là có một phần quà như vậy đó cả nhà. Cho mùa Giáng sinh. Thường thường á, thường thường bên Mỹ này đó, khi mà mình tặng quà đó cả nhà, thì mình vẫn để một cái gift, cái này gọi là gift receipt nè. Cái gift receipt này để các em mà không thích á thì có thể các em đổi qua lại món khác. Đi đổi lại. Đổi lại món khác thôi. Đó, mỗi cả nhà mình ơi, đi mua cái mùi dầu thơm này xài đi, thơm lắm. Mùi này là hình như là mùi mới hả bà? Mới thất thì dạ. Mới thơm, thơm dễ sợ. Em lấy cái receipt ra. À. Đó, mỗi em mỗi phần quà vậy đó cả nhà. Mà mỗi phần quà thì đều có một cái gift. Cái này gọi là gift receipt. Cái receipt này lúc nào mình vẫn để vậy đó. Nếu các em không thích cái món quà này thì đi đến cái chỗ mình mua đó. Thì các em có quyền đổi lại lấy những món quà khác, hay là hoặc giả lấy cái gì cũng được. Lấy cái gì các em thích thôi. Thích mà hả, nhiều tiền hơn nữa thì bỏ vô, bù vô. Sao em? Sao em là có quà nữa nè, mà để má mì ráp nha. Đó, em là cũng có quà luôn. Rồi, em cũng có nè. Đó. Rồi em giới thiệu sơ mấy quần quà đi. Dạ. Ok, đây đây nữa. Mấy cái mùi này là mùi mới trong năm nay không à? Mùi này mới đó cả nhà. Mùi này đang ra để cạnh tranh với Chanel nè, phải không em?
Nói chung thì mấy cái mùi này nó thơm, cũng thơm dai đúng không? Đây. Cái này làm tại Pháp, Paris. Dạ, Pháp hết á. Đẹp lắm. Thơm. Cái mùi này nó thơm ơi là thơm luôn. Mình thích lắm, thơm mà nó thơm dai lắm nha. Ủa, em tặng cho mỗi em mỗi loại quà khác nhau hả? Dạ, mỗi người khác nhau xã. À. Mỗi người khác nhau. Đâu có ai cũng giống được. À. Có con trai. Cũng vui các bạn. Cứ mỗi lần mà khi là... Noel về đó thì mình gói quà thế này thì em cảm thấy nó mùi Giáng sinh nó ấm cúng lắm. Dạ, cái này Chanel. À, Chanel. Cái này Formen nè. À. Đó. Cái này thì mình cột nó thẳng rồi. Thôi chắc không okay. Tháo đâu. Vậy được rồi. Dạ. Rồi cái này em cũng gói được cũng mấy quả phần rồi đây phải không? Dạ, em gói được mấy phần rồi. Em gói được 3 rồi. Mình 10 phần tổng cộng mà gói được 3 rồi. Rồi trong đây cũng có ông xã nữa. Có không? Có. À, anh cũng được quà nữa hả? Có, tại vì... em năm nay em có thay đổi chơi một chút. Cái này là quà của mình, của vợ chồng mình tặng. Còn ở ngoài tiệm là em có chơi là trao đổi quà với nhau. Ok. Thành ra em bắt chúng tên anh. À, bắt chưa? Em bắt rồi. Vậy hả? Rồi anh giờ gì không kịp mua quà thì sao đây? Anh không kịp mua quà hả? Em bắt chúng tên anh nhưng mà người khác lại bắt chúng tên thành ra trao đổi em biết không? Ok. Nên nếu mà người nào trúng thì em đã mua rồi. Rồi cái chai gì cao cao vậy em? Cái chai Vivanti này, cái chai này là của em, tự mua cho em. Này em tự thưởng này phải không? À, tự cho em Noel. Một còn có một chai một thành ra em tự. Vậy hả? Mùi này mình rất là thích tại vì nó last long nguyên cả ngày luôn á, nên mình thích lắm. Đó. Nên là tự thưởng. Cái gì mình tự thưởng. Rồi bây giờ đây là Chanel. Ráp đi bà xã, đây cũng Chanel. Yeah. Tại vì dân viên mình cũng hơi đông nữa cả nhà đông. Mình lắm. Có 10 người. Đó, cho nên dạy dân vui, bên Mỹ này chỉ có cái đó thôi. Chỉ có cuối năm là rất rất là vui. Vui là được tặng quà lại với nhau, qua lại với nhau. Rồi các em nhân viên cũng tặng ngược quà lại cho mình nữa. Dạ, vui lắm, vui lắm cả nhà ơi. Đó. Mình gói như vậy xong rồi mình còn bỏ vô thêm một cái giỏ nữa. À, ra khoe cái giỏ luôn đi. Đây. Giỏ sách như thế này. Đó, cái giỏ sách nó thể hiện cái mùa Giáng sinh vậy đó cả nhà. Dạ. Nó có ông già Noel rồi... Như vậy nè, cái mình bỏ vào. Như vậy thì mình sẽ đây. Mình điệu hạnh lắm cả nhà. Mình thích như vậy. Đó. Rồi, bây giờ em ráp một cái đi cho cả nhà thấy. Rồi anh để camera xuống phụ em ráp, hiểu không? Ok. Ok, Bella. Ok, chờ chút nha. Ok. Là la gì vậy ta? Bella không phụ. Là có quà không ta? Bella có. Bella có. Bella có quà kìa. Em Su Giáng sinh này thổi kèn cho cô chú nghe chưa? Em Su. Thế đi về em cũng mừng, em cũng thổi kèn rồi đó. Đó, cái hình thức gói quà vậy đó cả nhà. Dạ, mình gói cái kiểu đơn giản thôi. Mình, chứ không có gì cầu kỳ mấy. Dạ, mình thì đơn giản. Mình... đó, giống như là mình tiết kiệm luôn cả giấy luôn á cả nhà. Cái này là mình mới vừa học được. Giống như còn những cái phần giấy mà nhỏ nhỏ đó. Rồi mình đâu có bỏ thì uổng quá anh. Nên em mới học được cái kiểu này. Đó, thành ra em bắt chước. Em thấy cũng hay. Mình cũng tận dụng được. Tận dụng được giấy. Yeah. Nói chung mình chỉ gói cho nó nhìn thấy nó gọn gàng, nó đẹp một xíu là được rồi. Yeah. Rồi cuối cùng cái miếng giấy này cũng xé bỏ à? Cũng xé, đúng rồi. Xé mà... xé bỏ mà lại... mình còn bỏ vô thêm một cái giỏ nữa. Em còn để vô thêm cái giỏ nữa. Đúng rồi. Em phải đi để thêm cái giỏ nữa đó.
cái giờ em mình lật ngược lên, lật vậy. Đó. Nghe cả nhà. Đó, đẹp không? Thấy không? Đơn giản, rất là đơn giản. Thì mình sẽ bỏ một cái nơ ngay chỗ này, cái thiệp ngay đây. Đúng rồi. Rồi là kín cái dấu nói của mình lại rồi. Đó. Không phải mình khen bà xã chứ, bà xã nhưng cái cách thức gói quà hay là đóng thùng hay là những làm cái gì cũng vậy đó các bạn. À, học rất là chu đáo, rất là gọn gàng. Mình lẹ lắm. Mấy cái này mà là cho mình thì lẹ ghê lắm. Đó. Tên tên tên. Rồi, em mở cái nơ lên nữa. Dạ, thêm một cái... À. Đây. Đó, cái hình thức là vậy đó cả nhà. À, rồi em dán lên luôn đi. Đây, mình mua cái này có sẵn vậy luôn nè cả nhà. À. Mình dán kiểu xong miễn sao mình thích thôi. Đó. Mình dán đâu cũng được hết. Dạ. Đó. Đó. Rồi cái mình ghi tên vô đây. À. Đẹp. Rồi, đã xong hoàn thành một cái món quà. Dạ. Này. Mình thích gói. Thích gói, thích khui quà. Ok, xuống. Ok, vậy tiếp tục gói đi em ha. Dạ, tiếp tục. Cuối cùng cũng xong 10 phần quà. Xong. Yep. Ok. Tăng tăng tăng. Rồi xong 10 phần quà rồi cả nhà. Đó, các bạn thấy không? Thì có Chanel, có Vivanchi, có đầy đủ. Yep. À, đây là của hai đều là su, đều là với su rồi, trong cái giỏ đây đồ chơi với ăn đồ ăn thử giỏi ha. À, bây giờ mình cũng gói quà vừa xong luôn cả nhà, bây giờ là chỉ còn bỏ vô cái giỏ nữa rồi xong rồi. Rồi dạ. Mình chén. Cuối cùng cũng xong rồi xã không? Dạ, yeah, cuối cùng cũng xong. 10 món quà của bà xã vừa gói xong đó cả nhà. Thì vậy đó, cứ cuối năm là năm nào cũng tới ngày này là hai vợ chồng cũng làm những cái công việc. Nhưng mà các bạn biết cũng hơi mệt con cái là khi mình phải đi mua đồ nè. À, để chọn những cái món quà nào cho mọi người thích nè. Rồi từ cái wrap này đó cả nhà, những giấy wrap này tới băng keo, băng đồ này kia cái nọ mình cũng phải mua hết để mà vui em ha. Dạ, mà mình thích, nói thiệt là mình thích như vậy đó cả nhà, mình thích mua quà rồi gói quà, mình rất là thích. Nếu không thì mình cứ cái thiệp này nè, là mình để tiền vô rồi mình chúc mừng Christmas. Ừ. À, chúc mừng Noel rồi xong chứ đâu có nặng nhọc gì, nhưng mà mình lại thích những cái món quà nó vui hơn, những quà nó vui hơn. Tiền thì tất nhiên đó, thì tiền thì ai cũng thích, nhưng mà tiền thì mình xài cũng hết, những cái món quà mình để làm cái kỷ niệm các bạn. À, có thể là nó thời gian xài nó lâu hơn. Dạ, như chai dầu thơm có thể xài cả năm. Đúng rồi. Có thể như ai xài nhanh đó thì vài ba tháng cũng vẫn. Dạ, còn cái kỷ niệm đâu đây đó cũng xài cái mình chưa lại một xí. Có nhiều em cháu nói chú Bình ơi sao chú không ở lại ăn Christmas, ăn New Year, ăn Tết với lại mẹ, với lại nội. Nhưng mà các bạn biết thời gian nó bị hạn hẹp quá, mình ráng đi mấy tuần như vậy là cũng giỏi lắm rồi đó cả nhà. Nhưng mà về đó nhiều lúc đó mình chia sẻ anh em đông đó, mình không lên được nhà anh em nhiều. Như là nhà anh Bốn nè, cảm ơn anh Bốn và chồng anh Bốn, chị Bảy nha. À, nhiều người nói tại sao anh chú ơi chú không nói là anh Tư chị Tư mà kêu là anh Bốn chị Bảy. Là kêu theo cái gia đình từ xưa giờ quen rồi cả nhà. Từ đó anh Bốn chị Bảy rồi thím Mười cô Duyên vậy đó. Nó kêu vậy đó. Thì sẵn dịp view ở đây thì em cũng về đến nơi rồi. Cảm ơn anh Tư, anh Bốn là người anh kế đó, ba Bảo Ngọc, ba Quỳnh Trí Bảo đó. Những ông anh thầm lặng rất là yêu thương nhau, rồi rất là lo cho nhau. Nhưng mà em phải kẹt công việc quá, phải về sớm cho nên không có lên Sài Gòn ở anh chơi nhiều được, gia đình nhiều được. Nên mong anh cũng thông cảm cho em nha.
À, không có chơi ghé xí thôi thì đó anh có ở nhà anh bốn có một đêm mà nhưng anh có làm một cuốn video luôn, nhiều cuốn video anh để đó anh cũng chưa post lên được. Bữa nào anh sẽ post cái video để lên nhà anh view cái căn nhà anh bốn anh bốn, rồi mọi người cũng thông cảm là không có thời gian để mình view cái căn nhà của chú Chính cho mình. Nói cái này có nhiều em nói chú ơi chú view căn nhà chú Chính đi chú. Mình hứa thời gian gần nhất mình sẽ bay về thêm một lần nữa. View căn nhà của chú Chính và căn nhà của cô Sáu cho đại gia đình mình biết tổng quát hết luôn. Có nhiều em biết cơ sở làm ăn chú Chính, chú Mười nè, rồi biết chú Ba nè, biết Quốc nè, biết nhà anh Bốn nè, đại khái là vân vân, nhưng còn thiếu một hai thành viên. Thì mong các bạn cũng thông cảm nha, thì thời gian có giới hạn, nhưng mà chú Chính á, cả nhà không biết chứ cũng là trong những người bận rộn. Bận rộn lắm. Thường thường ban ngày là chú Chính đi công việc rồi, đi làm những công việc của chú Chính, cho nên tối mới về. Mà tối về là chú Chính chạy vô liền, chơi với anh Năm liền. Cho nên cũng vậy cả các bạn, nhà chú Chính cũng san sát gần đó, rồi công việc chú Chính cũng vừa buôn bán xe ô tô hai bánh, rồi chú Chính vừa đến nhà, chú là trưởng dàn nhạc, chú có dàn nhạc cho thuê mướn những kiệt tùng vậy đó, cho nên cuộc sống cũng rất là ok, chú Chính rất là ok nha, cũng bận rộn lắm, bận rộn lắm, ai cũng có công việc rồi cũng bận rộn hết. Thôi vậy đó cả nhà, video của vợ chồng Bình Huỳnh đến đây cũng xin tạm biệt các bạn. Trước khi tạm biệt video ở đây, cho vợ chồng Bình Huỳnh xin gửi lời cầu chúc đến tất cả đại gia đình của mình Trung Ken một ngày mới thật là vui vẻ, một mùa Giáng sinh thật là đầm ấm. Tôi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Xin chào, bye bye. Bye bye. Hẹn lại cuốn video ngày mai các bạn. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.